Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Chu Tiên. Trong video trước, hai người Bích Sao và Trương Tiểu Phàm đã tách khỏi những người còn lại. Sau một hồi thăm dò, bọn họ cũng đi vào bên trong một cái đại điện. Trước mặt là hai bức tượng của Thiên Sắt Minh Vương và U Minh Thánh Mẫu. Có vẻ như hai người này có liên quan tới môn phái của Bích Sao nên nàng ta lập tức quỳ xuống chắp tay cung kính. Nàng là đệ tử thánh giáo đời thứ 43 thành tâm bái kiến, nguyện hai vị tôn giả dù lòng thương, người đời độ hóa chúng sinh, ban phúc cho mọi người. Trương Tiểu Phàm nghe vậy liền khinh thường và quay mặt bước đi, dù sao hay kẻ đó trong mắt cậu cũng là tà giáo. Cậu đi tới trước mấy dòng chữ khắc trên tường, thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó sơm, đây là ý gì? Trong khi đó Bích Sao lại chú ý tới bảo vật. Tường nơi này sẽ có đồ tốt, vậy nhưng ai ngờ ngay cả cái nịt cũng không, tất cả đều trống rỗng. Đã không có bảo vật thì thôi, đằng sau miếng ván lại ẩn nấp vài đạo khí đen hắc ám. Nó lao ra dọa cho nàng ta sợ chết khiếp, cũng may có Trương Tiểu Phàm kịp thời giải cứu. Luồng khí đen kia tiếp tục tấn công, Trương Tiểu Phàm chủ động xông lên đánh địch, Bích Sao ở phía đằng sau hỗ trợ, cả hai nhanh chóng diệt sạch bọn chúng. Thì ra thứ vừa tấn công nàng chính là cổ thi độc. Từ điều này suy đoán Hắc Tâm lão quỷ là đang dùng loại kịch độc này để trồng giữ bảo bối. Bích Sao nhanh chóng đi lên kiểm tra, quả đúng như những gì đã dự đoán, đằng sau miếng gỗ là hai cái linh đàng. Dùng cổ thi độc lợi hại như vậy, chỉ trồng giữ một đôi linh đàng sau. Cũng không biết sao Hắc Tâm lão quỷ lại cất nó. Lẽ nào đây là hợp hoàn linh của Kim Linh phu nhân? Trương Tiểu Phàm cảm thấy đây chỉ là đôi linh đàng bình thường, vậy nhưng chẳng hiểu vì sao nàng ta sau khi biết lai lịch lại vô cùng vui mừng. Bích Sao tiến lại gần giải thích, Kim Linh phu nhân là tổ sư khai phái của hợp hoàn phái thuộc thánh giáo, thông minh tuyệt đỉnh, đạo pháp cao sâu. Hợp hoàn linh bà ta tu luyện có uy lực tuyệt luân, có thể nhiếp hồn phách người. Trương Tiểu Phàm vẫn bộ mặt khinh thường, chỉ cần dính dáng tới tà ma ngoại đạo là cậu không thích rồi. Bích Sao lập tức phản bác, trăm năm trước, chính đạo không biết có bao nhiêu người thua dưới tay của Kim Linh phu nhân, nhưng mà chí bảo của hợp hoàn phái vì sao lại ở luyện huyết đường. Suy nghĩ một hồi, nàng cũng nhận ra rằng Kim Linh phu nhân và Hắc Tâm lão quỷ vào 800 năm trước lại là một đôi. Luyện huyết đường và hợp hoàn phái vào lúc đó là tử địch, nàng cho rằng người phụ lòng chính là Hắc Tâm lão quỷ. Trương Tiểu Phàm thì suy nghĩ ngược lại, cậu đồng cảm với U Minh lão quỷ. Trong lúc vô tình chạm vào mấy dòng chữ trên tường, cậu lập tức bị U Minh quỷ hỏa tấn công, cũng may có Bích Sao nhắc nhở nên mới kịp phản công, lấy ra thiêu hỏa côn ngăn cản công kích. Đột nhiên trên bức tường xuất hiện biến hóa và hiện ra nhiều dòng chữ. Bích Sao nhận ra đây chính là thiên thư. Nàng cho biết thiên thư chính là kinh điển của thánh giáo. Tất cả thần thông đại pháp đều là lĩnh ngộ được từ trong thiên thư này. Trương Tiểu Phàm chậm rãi đọc qua mấy dòng chữ trên tường, nó làm cho cậu vô cùng bất ngờ. Những câu chữ này đều là câu trong Đại Phạn Bát Nhã. Đối với cậu, đây là một chuyện vô cùng khó tin, không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Cậu tiếp tục đọc thêm mấy dòng chữ khác, lần này câu chữ lại giống với ghi chép trong Thái Cực Huyền Thành Đạo. Sao trong thiên thư của Ma Giáo lại có thể có công pháp của Phật Đạo? Cậu hỏi lại Bích Sao lần nữa cho chắc chắn, đây thực sự là thiên thư của Ma Giáo bọn nàng hay sao? Bích Sao lập tức thừa nhận, điều này làm cho cậu càng không thể hiểu được, bí mật này làm cho Tiểu Phàm quá sốc. Về phần đám người Lục Tuyết Kỳ, bọn họ bây giờ đã quay trở lại thành Vân Môn. Mặc dù thân đang ở trong môn phái, vậy nhưng suy nghĩ lại đặt ở chỗ khác. Vị sư tỷ đi tới động viên, Trường Môn Chân Nhân nhất định sẽ phái người đi tìm Trương Tiểu Phàm, mong nàng đừng quá lo lắng. Trở lại với hai người Trương Tiểu Phàm, lúc này cả hai đã bị vây khốn ở bên trong một thời gian rồi. Bích Sao khá bất lực, nàng đi tới trước hai pho tượng tâm sự, lẽ nào mình không thể thoát khỏi sơn động này hay sao? Trương Tiểu Phàm cũng vật vã an ủi, bộ dạng yếu ớt. Nếu không phải vì cậu ăn sạch lương khô của nàng, thì có lẽ nàng có thể sống thêm mấy ngày nữa. Vậy nhưng Bích Sao cho rằng sống thêm mấy ngày nữa thì thế nào? Trương Tiểu Phàm cho rằng sống thêm mấy ngày nữa thì thêm một chút cơ hội. Cậu trước giờ chỉ có một thân một mình cho nên không sợ chết. Nàng ta nhắc nhở, chẳng lẽ cậu không muốn trở về gặp sư tỷ của mình hay sao? Nghe tới hai từ sư tỷ, Trương Tiểu Phàm chẳng biết nói gì nữa. Bích Sao chậm rãi đi tới trước mặt nam chính, ném ra một con dao hù dọa cậu giật mình. Nàng ta thẳng thắn yêu cầu Tiểu Phàm giết chết mình, sau đó cậu có thể ăn thịt nàng, sống thêm một thời gian. Lời này càng khiến cho nam chính tức giận. Ma giáo đúng là yêu nghiệt, chuyện ăn thịt người kiểu nào mà cũng làm được. Bích Sao lập tức phản bác, trên miệng cậu luôn nói phải trừ ma vệ đạo, bây giờ chính là cơ hội, còn chần chờ gì nữa, mau ra tay đi. Yêu nữ ma giáo đang ở ngay trước mắt đây này. Thấy đối phương cứ liên tục mời cho mình ra tay giết chết nàng, Trương Tiểu Phàm không còn cách nào khác, đó là phải đẩy lui nàng ta về sau. Bích Sao vẫn không chịu bỏ cuộc, nếu cậu đã không muốn ra tay, vậy thì nàng đành phải tự mình động thủ. Trương Tiểu Phàm lập tức chạy tới ngăn cản, hai người giằng co một hồi, không ai chịu nhường ai. Nhìn sự cố chấp đó, cậu liền đẩy nàng ngã rồi tỏ vẻ sẽ thanh toàn cho nàng. Cánh tay cầm lên vũ khí xiên một nhát vào ngay cạnh đầu của Bích Sao.
Điều này làm cho nàng ta hoảng sợ, đúng là cứ phải khiến con người ta chờ tới khoảnh khắc sắp chết thì mới tỉnh ngộ. Bích Sầu kể lại câu chuyện năm mình 6 tuổi, cũng là nàng và mẫu thân bị mắc kẹt. Chính mẫu thân đã tự cắt thịt của mình để giúp Bích Sầu không phải chết đói, đổi lại thì kết cục của mẫu thân nàng chính là mất mạng. Điều đó làm cho nàng bị ám ảnh tới bây giờ. Trương Tiểu Phàm chẳng biết làm cách nào ngoài lắng nghe an ủi. Cuối cùng thì tâm trạng của Bích Sầu cũng ổn định trở lại, nàng bái lại hai pho tượng và sẵn sàng chấp nhận một cái chết thanh thản. Nguyện sau khi chết, phụng dưỡng Minh Vương thành mẫu, linh hồn gắn bó với tượng thánh. Tiểu Phàm vẫn không tin, bái tà thần nếu có tác dụng thì chúng ta cũng không chết ở nơi này rồi. Năm lần bảy lượt bị tên tiểu tử này đả kích, Bích Sầu cũng thấy khá là ấm ức. Trong thánh giáo có không biết bao nhiêu người muốn đồng sinh cộng tử với nàng, chỉ riêng cậu là không biết tốt xấu. Trương Tiểu Phàm chỉ hy vọng bản thân có thể được chôn ở Đại Trúc Phong. Bích Sầu nghe vậy, liền thỉnh cầu thánh mẫu cho cậu được tròn tâm nguyện, để trở lại Đại Trúc Phong ở bên cạnh người mà cậu yêu thương. Nói rồi, nàng liền rút ra con dao. Cứ tưởng rằng nữ nhân này lại định tự tử, cho nên cậu ta lập tức chạy tới ngăn cản. Ai ngờ mục đích của Bích Sầu lại là nhỏ máu thỉnh nguyện vào hành động can thiệp vô tình khiến Tiểu Phàm bị thương, từng giọt máu rơi xuống bên dưới nền đất. Đột nhiên dưới nền đất xuất hiện biến hóa nhờ dòng chữ hiện lên, nội dung chính là si tình chú. Nó là do một vị nữ sư tổ của thánh giáo từ trên sách lĩnh ngộ ra. Chỉ có thể do nữ tử tu luyện, dùng toàn bộ tinh huyết hóa thành lệ chú, uy lực vô cùng. Trương Tiểu Phàm để ý thấy có hai cái hố hình tròn nên nhắc nhở nàng ta lấy ra cặp lục lạc, đặt vào bên vòng tròn. Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh liền rung động rồi cánh cửa mở ra, mọi thứ chậm rãi sụp đổ, hai người nhanh chóng lao ra ngoài, vậy nhưng Bích Sầu lại chần chừ định quay lại lấy hai cái lục lạc. Cậu ta thấy vậy buộc phải quay lại kéo nàng rời đi, vừa xông ra vừa không ngừng tránh né vô số tảng đá rơi xuống. Cũng may là không bị cục đá nào rớt xuống đầu. Sau khi thoát chết, hai người vô cùng vui mừng, cả hai nhìn nhau thâm tình. Tuy không cùng đạo, vậy nhưng dù sao hai người cũng có khoảng thời gian cùng nhau vượt qua khó khăn. Chuyện kế tiếp là đi săn bắt lấy một con thỏ nướng ăn. Lần đầu tiên được ăn một món ăn dân dã, lại đúng lúc đói bụng, cho nên Bích Sầu cảm thấy vô cùng ngon miệng. Lời khen này khiến cho Tiểu Phàm rụt rè. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem tiếp nhé. Video này tới đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại!